Trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây. Chiến dịch tranh cử của bà Harris huy động số tiền kỷ lục chưa từng có. Ông Biden có chiến lược tuyệt mật, ông Trump nói về thảo luận với Nga. Hamas cáo buộc Mỹ bật đèn xanh cho Israel tiếp tục xung đột. Nga gặp bất lợi, Ukraine đang bao vây một sư đoàn Nga tại vùng cất. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhóm vận động tranh cử cho bà Kamala Harris cho biết đã nhận được 500 triệu đô la Mỹ tiền tài trợ chỉ trong vòng một tháng khi bà chấp thuận trở thành ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ. Kể từ cuối tháng 7, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cho biết đây là số tiền ủng hộ lớn chưa từng có tiền lệ. Điều này cho thấy rất nhiều nhà tài trợ đã đặt chọn niềm tin vào bà Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới. Số tiền gây quỹ cho chiến dịch vận động tranh cử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các ứng cử viên trong việc quảng bá hình ảnh, lôi kéo cử tri và thuyết phục những người còn đang lưỡng lự chưa biết bỏ phiếu cho ai ủng hộ họ. Sự ủng hộ dành cho bà Harris đã gia tăng nhanh chóng sau khi ông Biden tuyên bố dừng tranh cử và công khai ủng hộ bà Harris thay thế ông trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ hồi cuối tháng 7. Bà Harris huy động được 200 triệu đô la Mỹ trong tuần đầu tiên của chiến dịch tranh cử và 310 triệu đô la Mỹ trong tháng 7, nâng tổng số tiền mà bà và ông Joe Biden huy động được trước khi đương kim tổng thống Mỹ bỏ cuộc lên hơn 1 tỷ đô la Mỹ, đạt tốc độ gây quỹ nhanh nhất trong lịch sử. Trong khi đó, chiến dịch của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump cho biết đã huy động được 138,7 triệu đô la Mỹ trong tháng 7 và đang có tổng số 327 triệu đô la Mỹ trong tay. Sự nhiệt tình dành cho bà Harris tiếp tục được thể hiện trong tháng 8 với nhiều khoản quyên góp nhỏ khi hàng nghìn người tham gia các cuộc vận động của bà trên nhiều bang khắp cả nước. Theo Open Secret, một nhóm theo dõi quyên góp tiền trong chính trị, chiến dịch tranh cử của ông Biden đã huy động được 1,04 tỷ đô la Mỹ trong kỳ bầu cử năm 2020. Bên cạnh đó, cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ đều đã lên tiếng kêu gọi các nhà tài trợ và các cử tri tiếp tục ủng hộ bà Harris và ứng cử viên Phó Tổng thống Tim Walz. Trong khi đó, nhóm vận động tranh cử của ông Donald Trump cho biết họ nhận được 138,7 triệu đô la Mỹ tiền tài trợ trong tháng 7 và hiện đang nắm trong tay tổng số tiền tài trợ là 327 triệu đô la Mỹ. Theo báo New York Times, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt một kế hoạch chiến lược hạt nhân tuyệt mật, lần đầu tiên tái định hướng chiến lược gian đe của Washington đối với việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân của đối thủ. Mặc dù Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt kế hoạch chiến lược trên với tên gọi hướng dẫn triển khai hạt nhân từ tháng 3, nhưng phía Nhà Trắng chưa từng công bố điều này. Thay vào đó, kế hoạch sẽ được thông báo cho Quốc hội trước khi ông Biden rời nhiệm sở vào đầu năm tới. Chiến lược hạt nhân của Mỹ được phép điều chỉnh 4 năm một lần hoặc lâu hơn và được bảo mật rất cao. Tuy vậy, trong các bài phát biểu gần đây, hai quan chức cấp cao trong chính quyền của ông Biden đã được phép ám chỉ đến việc sửa đổi chiến lược này bằng những câu đơn được rút gọn cẩn thận. Chi tiết sửa đổi chiến lược ra sao vẫn chưa được tiết lộ. Trong khi đó, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump tuyên bố có thể thảo luận về kiểm soát vũ khí với Nga nếu ông thắng cử và đưa nước Mỹ trở nên hùng mạnh hơn thông qua các biện pháp như xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa mới khi được hỏi liệu ông trump có quan tâm đến các thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới với nga hay không cố vấn chiến dịch cấp cao brian hughes cho hay ông trump tin vào hòa bình thông qua sức mạnh ông ấy thường xuyên nói về một trong những điều quan trọng nhất để tạo nên một quốc gia hùng mạnh hơn là xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa đã được đề cập trong nhiều thập kỷ khi đề cập đến khả năng ông trump ký kết các thỏa thuận kiểm soát vũ khí tiềm năng với nga ông hughes khẳng định trước khi có thể đạt được vị thế để có những cuộc thảo luận như vậy Nước Mỹ một lần nữa phải được tôn trọng trên trường quốc tế và điều đó sẽ không xảy ra dưới thời ông Biden và bà Harris. Cựu tổng thống Trump sẽ vận động tranh cử tại một số bang chủ chốt trong tuần này khi ông đang tìm cách điều chỉnh chiến dịch vận động tranh cử để phù hợp hơn trước đối thủ là đương kim phó tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân chủ. Đây là tuần vận động tranh cử bận rộn nhất của ông Trump kể từ mùa đông khi ông phải đối mặt với những đối thủ trong nội bộ Đảng Cộng hòa liên quan đến cuộc bầu cử sơ bộ của đảng này. Dự kiến, ông Trump có một lịch trình dày đặc bao gồm các sự kiện hàng ngày tại các bang chiến địa liên quan đến các chủ đề mà Đảng Cộng hòa cho rằng sẽ giúp họ nắm giữ lợi thế. Một tháng sau khi có quyết định mang tính lịch sử là rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu quan trọng trước Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ (DNC) ở Chicago, bang Illinois. Nhìn lại nhiệm kỳ tổng thống duy nhất của mình, ông Joe Biden nhắc nhở người dân Mỹ nhớ việc ông bắt đầu lên nắm quyền chỉ hai tuần sau vụ những người biểu tình quá khích ủng hộ ông Trump gây bạo loạn ở trụ sở Quốc hội Mỹ trên đồ Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 khi đất nước vẫn đang trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19. Vị Tổng thống sắp mãn nhiệm nhấn mạnh Tôi khi đó và bây giờ luôn tin sự tiến bộ đã và đang có thể xảy ra. Công lý có thể đạt được và những ngày tươi đẹp nhất của chúng ta không phải đã qua. Chúng ta đang tiến về phía trước. Với một trái tim biết ơn, tôi đứng trước các bạn vào đêm tháng 8 này để tuyên bố rằng nền dân chủ đã chiến thắng, đang được thực thi và hiện cần phải được bảo vệ. Ông Biden cũng mô tả việc chọn bà Harris làm phó tổng thống trong chính quyền của mình là quyết định tốt nhất mà tôi đã đưa ra trong toàn bộ sự nghiệp của mình. Lãnh đạo nhà Trắng cũng chỉ ra sự tương phản rõ nét giữa bà Harris và ông Trump. Ông nói, tình trạng phạm tội sẽ tiếp tục giảm khi chúng ta bầu một công tố viên vào phòng bầu dục, thay vì một người đã bị kết tội hình sự. Ông Trump gần đây bị kết tội với 34 trọng tội. Còn bà Harris từng là tổng trưởng lý của bang California. Tổng thống Joe Biden nói về quyết định rút lui của mình. Tôi yêu công việc này, nhưng tôi yêu đất nước hơn. Theo báo The Guardian, ông cảm ơn những cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ trong sự nghiệp chính trị kéo dài 50 năm qua của ông. Tổng thống Joe Biden cũng nhắc lại những thành tựu đạt được trong 4 năm ở Nhà Trắng với những đạo luật quan trọng được ông ký ban hành như luật phát triển cơ sở hạ tầng và đạo luật cắt giảm lạm phát cũng phát biểu trong ngày đầu tiên, bà Hillary Clinton, cựu ngoại trưởng Mỹ và là ứng cử viên tổng thống năm 2016, đã dành nhiều lời khen ngợi cho việc đề cử bà Harris. ở Mỹ, bạn có thể thỏa sức phát triển miễn là làm việc chăm chỉ và có tài năng. bất ngờ số điện trong đêm 20 tháng 8, bà Harris nói lời cảm ơn ông Biden. ông Joe cảm ơn về sự nghiệp lãnh đạo lịch sử của ông, cảm ơn ông đã dành cả đời phụng sự đất nước. dự kiến bà Harris sẽ chính thức phát biểu vào cuối tuần này để tiếp nhận đề cử của Đảng Dân Chủ. Trong tuyên bố mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Israel nói rằng họ có thể giải quyết được, họ đã chuẩn bị. Nhưng tôi được biết Hamas hiện đang rút lui. Bình luận về phát ngôn trên, lực lượng Hamas cho biết những tuyên bố gây hiểu lầm đó không phản ánh đúng lập trường hiện tại của chúng tôi là mong muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Theo Hamas, bình luận của ông Biden là hành động bật đèn xanh của Mỹ cho chính phủ Israel phạm thêm nhiều tội ác chống lại dân thường không có khả năng tự vệ. Hamas chỉ trích phát biểu này phản ánh sự thiên vị rõ ràng của Mỹ đối với Israel. Theo tuyên bố của Hamas cho biết thêm, đề xuất gần đây được trình lên chúng tôi đi ngược lại những gì các bên đã nhất trí vào đầu tháng 7. Đây được coi là phản ứng và sự chấp thuận của Mỹ đối với các điều kiện mới của thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các kế hoạch với Gaza. Hamas tuyên bố cam kết thực hiện khuôn khổ ngừng bắn mà tổng thống Biden nêu ra hồi cuối tháng 5 nhóm mô tả những sửa đổi mới nhất của Mỹ đối với kế hoạch này là hành động đảo ngược dự thảo trước đó, cho rằng Washington chấp nhận các điều kiện mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đặt ra. Hamas nhận định, ông Netanyahu luôn là người cản trở thỏa thuận và đặt ra các điều kiện yêu cầu mới, cho rằng Mỹ đảo ngược chính sách một cách mù quáng. Nhóm kêu gọi các bên trung gian thực hiện trách nhiệm và buộc Israel phải chấp nhận điều khoản ban đầu. Đề xuất hồi tháng 5 của Mỹ mà Hamas nhắc đến gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là lệnh ngừng bắn hoàn toàn và toàn diện dài 6 tuần. Lực lượng Israel phải rút khỏi tất cả các khu vực đông dân cư ở Gaza và Tel Aviv sẽ thả hàng trăm tù nhân Palestine. Đổi lại, Hamas thả một số con tin mà nhóm bắt cóc trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, gồm phụ nữ, người già và người bị thương, cũng như trao trả thi thể con tin đã chết. Trong 6 tuần đó, Hamas và Israel sẽ đàm phán tiếp các thỏa thuận cần thiết để tiến tới giai đoạn 2, chấm dứt vĩnh viễn các hành động đối nghịch. Giai đoạn này cũng có thể được gia hạn nếu các bên cần thời gian để tiếp tục thảo luận. Ở giai đoạn 2 cũng dự kiến kéo dài 6 tuần, lực lượng Israel sẽ rút hoàn toàn khỏi Gaza. Hamas sẽ thả tất cả các con tin còn sống, gồm cả binh sĩ nam Israel. Theo tuyên bố mới từ lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, có thể sẽ mất một thời gian nữa, Iran mới tiến hành trả đũa Israel vì vụ sát hại thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh. Truyền thông địa phương dẫn lời người phát ngôn của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, Ali Mohammad Naenini, xác nhận thông tin trên. Ông Naenini nói, thời gian đang đứng về phía chúng ta và thời gian chờ đợi để có phản ứng này có thể kéo dài. Trong một cuộc phỏng vấn ở thủ đô Iran, ông Mohsen Rezaei, cựu chỉ huy IRGC, nói với kênh CNN của Mỹ rằng các hành động của Iran sẽ có tính toán. Trung Đông đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ kể từ vụ ám sát ông Hanie ở Tehran vào cuối tháng 7, xảy ra một ngày sau khi chỉ huy quân sự Fuad Shuk của Hezbollah thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở Beirut. Israel thừa nhận tiến hành không kích sát hại ông Shuk, tuy nhiên, Tel chưa xác nhận hay phủ nhận vai trò của mình trong cái chết của ông Hanie. Iran và Hezbollah ở Liban cùng Hamas ở Gaza đổ lỗi cho Israel về cả hai vụ ám sát và cam kết sẽ trả đũa. Trong tuyên bố đầu tiên sau vụ ám sát ông Hanie, nhà lãnh đạo tối cao của Iran đại giáo chủ Ali Khamenei nói về Israel. Các người đã sát hại vị khách thân mến của chúng tôi ngay tại Iran và giờ đã mở đường cho sự trừng phạt khắc nghiệt nhằm vào các người. Người đứng đầu Hezbollah cũng cho biết phản ứng liên quan đến vụ sát hại ông Chuck là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, bình luận từ người phát ngôn của IRGC, ba tuần sau hai vụ ám sát, dường như cho thấy những tuyên bố căng thẳng trước đó của Iran đã hạ nhiệt. Ông Naini cho biết phản ứng của Iran có thể khác với động thái trước đây chống lại Israel, đồng thời nói rằng Tehran sẽ không thực hiện hành động vội vàng. Các quan chức Ả Rập và phương Tây đã tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn Israel Hamas sau vụ thảm sát ông Shuk và ông Haniye nhằm tránh một cuộc xung đột toàn diện tại Trung Đông. Ông Razae đánh giá rằng phải sớm có lệnh ngừng bắn ở Gaza. Sau khi đàm phán được nối lại vào tuần trước tại thủ đô Doha của Qatar, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Israel đã chấp nhận đề xuất thu hẹp khoảng cách trong các cuộc đàm phán ngừng bắn và bước quan trọng tiếp theo là Hamas phải nói đồng ý với các điều khoản tương tự sắp tới trước thêm cuộc đàm phán tiếp theo dự kiến trong tuần này. Có một số dấu hiệu cho thấy Iran có thể từ bỏ kế hoạch tấn công Israel nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc trong tháng 8 nói rằng hành động trả đũa của Tehran hoàn toàn không liên quan đến lệnh ngừng bắn ở Gaza. Một số quan chức cho rằng Tehran đang chỉ hoãn vì lo ngại phản ứng của họ có thể gây ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Vào tháng 4, Iran đã phóng hơn 300 thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào Israel. Phần lớn trong số đó đã bị chặn lại khi đó, Iran cáo buộc Israel đã tấn công vào tòa nhà lãnh sự Iran ở thủ đô Damas của Syria, khiến ông Mohammed Reza Zahedi, một chỉ huy hàng đầu của IRGC thiệt mạng. Trong một diễn biến khác, cách đây ít hôm, Iran đã bác bỏ lời kêu gọi của các nước phương Tây về từ bỏ đe dọa đáp trả Israel liên quan đến vụ ám sát ông Ismail Haniyeh. Khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Nasser Kanani, nêu rõ việc các nước Pháp, Đức và Anh yêu cầu Iran từ bỏ hành động đáp trả, đi ngược lại các nguyên tắc và quy định của luật pháp quốc tế. Bị cô lập và chịu hàng loạt lệnh trừng phạt quốc tế trong nhiều năm qua, Iran tìm cách gây ảnh hưởng ở Trung Đông bằng cách hậu thuẫn về tài chính và vũ khí cho một liên minh dân quân có cùng quan điểm chống phương Tây, được Tehran gọi là trục kháng chiến. Trục kháng chiến bao gồm nhiều lực lượng thường xuyên được điểm tên trên mặt báo thời gian qua, như lực lượng Hezbollah ở Liban, phiến quân Houthi ở Yemen, phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza. Trên danh nghĩa, các đội quân ủy nhiệm này không thuộc Iran. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự đều đánh giá họ trung thành với Iran, sẵn sàng ứng cứu Tehran nếu nước này bị tấn công. Hiện nay, trước những biến động mới ở khu vực, những vết dạn nứt đã bắt đầu xuất hiện trong chiến lược này. Iran cân nhắc cách phản ứng với Israel sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh. Họ cần tìm ra cách tấn công vừa đủ để đảm bảo khả năng gian đe mà không gây ra hành động trả đũa nhằm vào lãnh thổ của mình cũng như đảm bảo hài hòa lợi ích của các nhóm dân quân trong trục kháng chiến. Khi Trung Đông đứng trước nguy cơ chiến tranh tổng lực quy mô lớn nổ ra giữa Israel và Iran, những nhóm này có phản ứng và lợi ích khác nhau. Hezbollah tuyên bố sẵn sàng mở mặt trận thứ hai với Israel, nhưng họ cũng là nhóm có thể hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất nếu Tel Aviv đưa quân vào Liban. Trong khi đó, các lực lượng dân quân được chính quyền tổng thống Syria Bashar al-Assad hậu thuẫn đã nói rõ với Iran rằng họ không muốn bị lôi kéo vào một cuộc xung đột khác sau nhiều năm đương đầu với nội chiến ở nước này theo nguồn tin giấu tên từ chính phủ Syria và quan chức an ninh châu Âu. Nhưng lực lượng dân quân thân Iran ở Iraq và nhóm Houthi ở Yemen dường như muốn có một cách tiếp cận quyết liệt hơn, không chỉ đối với Israel mà còn với lực lượng Mỹ đồn trú trong khu vực cũng như các lợi ích khác của phương Tây. Theo các thành viên Houthi giấu tên, lực lượng này muốn tiến hành những cuộc tấn công lớn vào tàu chiến Mỹ và cảng Israel, không chỉ để trả thù cho vụ sát hại ông Haniyeh mà còn nhằm đáp trả cuộc tập kích của Israel vào một cảng quan trọng tại Yemen hồi tháng trước. Osama Anwarani, giám đốc trung tâm nghiên cứu chiến lược Sana Yemen, cho biết hầu thi rất liều lĩnh và tham vọng. Họ được khích lệ bởi thực tế là họ kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ của mình và tọa lạc tại một vị trí chiến lược có thể gây tổn hại đến thương mại toàn cầu bằng các hành động thù địch. Giới quan sát nhấn mạnh, tìm ra phản ứng đúng đắn đối với vụ hạ sát thủ lĩnh Hamas, Ismail Haniyeh là điều đặc biệt quan trọng đối với Iran, song câu trả lời không phải lúc nào cũng dễ dàng. nhóm hezbollah tại liban mới đây tuyên bố đã phóng một loạt rocket vào các vị trí của quân đội israel ở cao nguyên golan nhằm đáp trả những cuộc tấn công của israel vào miền đông liban trước đó theo một nguồn tin thân cận với hezbollah các thành viên của tổ chức này đã phóng loạt tên lửa dữ dội vào hai vị trí của quân đội israel ở cao nguyên golan để đáp trả cuộc tấn công của israel vào thung lũng bk được cho là nơi đặt các kho vũ khí của hezbollah ở miền đông liban Trang Al Arabia đã chia sẻ hình ảnh về một đám cháy lớn xảy ra gần thành phố Banbek của Liban. Có thể thấy, một số quả cầu lửa từ đám cháy trên bay ra những khu vực xung quanh trong khi tiếng động cơ máy bay có thể nghe thấy rõ. Trong một tuyên bố, quân đội Israel xác nhận khoảng 55 rocket bắn từ phía lãnh thổ Liban. Quân đội đã đánh chặn một số rocket trong khi số còn lại rơi vào khoảng đất trống. Mặc dù không gây thương vong, một số rocket đã gây hỏa hoạn. Theo quân đội Israel, lực lượng này đã phá hủy một trong số những bệ phóng rocket. Trước đó, Israel không kích trúng kho vũ khí sâu bên trong khu vực phía đông Liban. Cuộc không kích diễn ra sau khi một binh sĩ tại miền Bắc Israel thiệt mạng do hỏa lực của Hezbollah. Kể từ khi xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel bùng phát ngày 7 tháng 10 năm 2023, Hezbollah đã tiến hành nhiều cuộc tấn công các căn cứ của Israel để thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Palestine. Đáp lại, quân đội Israel cũng tiến hành nhiều cuộc không kích sâu vào lãnh thổ phía đông nam Liban, nhắm vào các vị trí của Hezbollah. Căng thẳng gia tăng hơn nữa sau khi Israel tấn công vào vùng ngoại ô phía nam Beirut vào cuối tháng 7 vừa qua, khiến một chỉ huy quân sự cấp cao của lực lượng Hezbollah ở Liban thiệt mạng. Hezbollah tuyên bố phong trào này sẽ đáp trả cuộc đột kích của Israel tại thời điểm và địa điểm thích hợp. Các cuộc giao tranh giữa Hezbollah và Israel đến nay đã khiến hơn 580 người ở Liban thiệt mạng chủ yếu là các thành viên nhóm Hezbollah và ít nhất 128 thường dân. Quân đội Israel cũng cho biết 23 binh sĩ cùng với 26 người dân thường ở nước này đã thiệt mạng. Theo hãng tin AP, các quan chức biết rõ các cuộc đàm phán cho biết Israel muốn duy trì sự hiện diện quân sự tại một vùng đệm hẹp dọc biên giới Gaza Ai Cập, mà nước này gọi là hành lang Philadelphia và một hành lang khác có tên Nesrim. Không rõ liệu việc Israel kiểm soát các hành lang này có nằm trong đề xuất do Mỹ hậu thuẫn hay không. Tuy nhiên, trong chuyến thăm Israel, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi Hamas chấp nhận nó để phá vỡ sự bế tắc trong các cuộc đàm phán ngừng bắn. Cũng theo Ngoại trưởng Mỹ, Israel đã đồng ý với đề xuất này mà không nêu rõ các điều kiện. Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cần phải kiểm soát khu vực biên giới Ai Cập để ngăn chặn Hamas bổ sung kho vũ khí của mình thông qua các đường hầm và Israel cần một cơ chế để ngăn chặn lực lượng này quay trở lại miền Bắc. Trong khi đó, Hamas nói rằng bất kỳ sự hiện diện lâu dài nào của Israel ở Gaza sẽ dẫn tới sự chiếm đóng quân sự. Ai Cập, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải chính trong các cuộc đàm phán, cũng kiên quyết phản đối sự hiện diện của Israel ở phía bên kia biên giới với Gaza. Israel cho biết, Hamas đã sử dụng một mạng lưới đường hầm rộng lớn bên dưới biên giới để vận chuyển vũ khí. Quân đội Israel cho biết, họ đã tìm thấy và phá hủy hàng chục đường hầm kể từ khi chiếm hành lang này vào tháng 5. Ai Cập bác bỏ những cáo buộc đó nói rằng họ đã phá hủy hàng trăm đường hầm ở phía biên giới nhiều năm trước và thiết lập vùng đệm quân sự của riêng mình để ngăn chặn nạn buôn lậu. Hành lang Nesherim, dài khoảng 6 km, chạy từ biên giới Israel đến bờ biển phía nam thành phố Gaza, cắt đứt khu vực đô thị lớn nhất lãnh thổ và phần miền bắc còn lại. Trong các cuộc đàm phán, Hamas đã yêu cầu hàng trăm nghìn người Palestine chạy trốn khỏi miền bắc được phép trở về nhà của họ. Israel đã đồng ý cho họ trở về nhưng muốn đảm bảo rằng họ không được trang bị vũ khí. Việc Israel kiểm soát một trong hai hành lang đồng nghĩa với việc đường bị phong tỏa, hàng rào, tháp canh và các cơ sở quân sự khác được dựng lên. Các trạm kiểm soát là một trong những biểu hiện rõ ràng nhất về sự cai trị quân sự không giới hạn của Israel đối với bờ Tây và trên Gaza trước khi rút quân năm 2005. Israel nói rằng những trạm kiểm soát như vậy là cần thiết để đảm bảo an ninh, nhưng người Palestine coi chúng là hoạt động xâm phạm đời sống hàng ngày. Nhiều người Palestine coi đây là khúc dạo đầu trong một cuộc chiếm đóng quân sự lâu dài và sự trở lại của các khu định cư Do Thái. Về phía Ai Cập, nước này cho biết các hoạt động của Israel dọc biên giới đe dọa hiệp ước hòa bình mang tính bước ngoặt năm 1979 giữa hai nước. Họ đã từ chối mở cửa khẩu Rafah cho đến khi Israel trả lại phía Gaza cho người Palestine kiểm soát. Trên khu vực Lugov, Suzansky của mặt trận Kursk, tình hình bắt đầu phát triển theo hướng không có lợi cho quân đội Nga Nhà báo quân sự Nga nổi tiếng Yuri Podolyaka cho biết lực lượng vũ trang Ukraine AFU sau khi được tăng cường quân dự bị đã rất cố gắng giành quyền kiểm soát khu định cư Malaja Loknia. Theo nhà phân tích, AFU đã tăng cường lực lượng của họ, bao gồm cả sự trợ giúp của một tiểu đoàn thuộc lữ đoàn tấn công dù số 95 được trang bị xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức. Đơn vị này đã vượt qua được các vị trí của quân đội Nga giữa Malaja Loknia và ruskoi Porichnoi. Từ đó cắt đứt con đường nối giữa họ, kết quả của bước đột phá như vậy là các đơn vị của sư đoàn bộ binh cơ giới số 18 rơi vào vòng vây. Ngoài ra, lực lượng Ukraine đang cố gắng kiểm soát Ruskoi Prochnoi nhằm buộc quân đồn trú của Nga phải rút lui. Giao tranh trong khu vực vẫn tiếp tục diễn ra cực kỳ ác liệt. Dự kiến diễn biến tình hình sẽ trở nên rõ ràng hơn trong 1 đến 2 ngày tới nhưng rõ ràng là lực lượng vũ trang Ukraine đang nỗ lực đáng kể để giành được chỗ đứng trong khu vực này của mặt trận và tiếp tục tiến lên. Ở diễn biến đáng chú ý, theo đài Sputnik của Nga, Forward Observation Group, FOG, một công ty quân sự tư nhân Mỹ hiện đang giúp Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga. Phóng viên của Sputnik phát hiện FOG đã hoạt động trong vùng chiến sự Ukraine hơn 2 năm nay. Công ty Mỹ FOG thu hút sự chú ý của truyền thông sau khi chia sẻ bức ảnh, các thành viên của công ty này tham gia cuộc đột kích của Ukraine vào tỉnh Kursk, Nga tuần trước. Phản ứng trước những bức ảnh này, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại biện Mỹ Stephanie Holmes để phản đối hoạt động của lính tư nhân người Mỹ tại tỉnh Kursk. FOG được cho là thuộc về nhà sáng lập công ty này, cựu lính bộ binh Mỹ Derrick Bales. Ông Bales sử dụng bí danh Raoul Duke cho tài khoản cá nhân của mình trên Instagram, theo thông cáo báo chí được công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, bằng chứng này mâu thuẫn với tuyên bố của chính quyền Tổng thống Joe Biden rằng Mỹ không liên quan đến các cuộc tấn công của Ukraine vào Nga. Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc những hành động này chứng minh rõ ràng vai trò của Mỹ là bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột và tiếp tay cho các kế hoạch của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Moscow cũng phản đối sự hiện diện của các phóng viên Mỹ trên lãnh thổ Nga, những người đã đưa tin về cuộc tấn công xuyên biên giới của Kiev. Theo Bộ Ngoại giao Nga, các công dân Mỹ liên quan đến những hành vi này sẽ bị các cơ quan có thẩm quyền điều tra theo Bộ Luật Hình sự của Liên bang Nga để đảm bảo họ phải chịu trách nhiệm. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo đại biện lâm thời Mỹ rằng bất kỳ chuyên gia hay lính tư nhân nước ngoài nào xâm nhập trái phép biên giới Nga sẽ tự động bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp của lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Ngoài ra, cơ quan tình báo đối ngoại Liên bang Nga SVR còn cáo buộc ba quốc gia thành viên NATO là Mỹ, Ba Lan và Anh đã giúp Ukraine lên kế hoạch thực hiện cuộc tấn công vùng Kursk của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Shenochova mới đây cho biết, Liên minh châu Âu-EU đã quyết định chuyển một phần lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga cho Séc để tiếp tục cung cấp đạn dược cho Ukraine theo sáng kiến mua trung đạn dược của nước này. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Séc cho biết, quyết định của EU là một bằng chứng nữa cho thấy sự tin tưởng của các đồng minh đối với Séc và sáng kiến đạn dược của nước này. Quyết định này của EU sẽ cho phép Czech mua hàng trăm nghìn viên đạn cỡ lớn cần thiết cho lực lượng vũ trang Ukraine, đồng thời cho phép hỗ trợ Ukraine bằng cách sử dụng tiền của Nga, trong khi vẫn bảo toàn tài chính công của các quốc gia thành viên EU. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Czech cho biết thêm, mặc dù số tiền chính xác được phân bổ và thời điểm cụ thể chưa được tiết lộ, song khoản tiền này dự kiến sẽ hỗ trợ đáng kể cho các nỗ lực quốc phòng của Ukraine. Trước đó, Ủy ban châu Âu đã thông báo sẽ chuyển khoản lợi nhuận đầu tiên trị giá 1,5 tỷ euro từ các tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine và một phần trong số đó sẽ được phân bổ cho sáng kiến đạn dược của Séc. Dự kiến, việc chuyển giao đạn dược được mua từ nguồn lực của Nga cho Ukraine sẽ bắt đầu trong những tháng tới. Sáng kiến đạn dược của Séc là một nỗ lực nhằm đảm bảo việc mua đạn dược từ các nước thứ ba để cung cấp cho Ukraine. Thủ tướng Séc Petr Fiala cho biết, Ukraine đã nhận được lô đạn pháo đầu tiên theo sáng kiến đạn dược của nước này. Quyết định của EU được đưa ra trong bối cảnh các nước châu Âu đang thảo luận rộng rãi hơn về vấn đề viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong khi đó, chính phủ Đức đang bị chỉ trích vì quyết định ngừng cung cấp hỗ trợ tài chính cho Ukraine từ ngân sách liên bang của nước này vào năm 2025. Vào tháng 7, Tổng thống Petr Pavel cũng cho biết Séc sẽ, sẽ gửi 500.000 quả đạn pháo cho Ukraine vào cuối năm nay như một phần trong sáng kiến cung cấp đạn dược của nước này. Trước đó, lô đạn pháo đầu tiên theo sáng kiến của Cộng hòa Séc đã đến Ukraine vào cuối tháng 6. Vào tháng 7, Thủ tướng Petr cho biết Ukraine sẽ nhận được 1,5 triệu quả đạn pháo theo sáng kiến cung cấp đạn dược của Séc trong vòng một năm. Tổng thống Séc Petrovan lần đầu tiên thông báo sáng kiến mua 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine hồi tháng 2 năm nay. Cộng hòa Séc cũng đã đảm bảo cam kết cung cấp 500.000 quả đạn pháo 155mm và 300.000 quả đạn pháo 122mm. Nguồn cung cấp số lượng đạn pháo này vẫn chưa được tiết lộ. Theo một đại diện quân đội Ukraine, kế hoạch này được cho là sẽ chi khoảng 2 tỷ đô la Mỹ để mua đạn pháo từ Nam Phi và Hàn Quốc. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra theo ba cách khác nhau tại ba mặt trận riêng biệt. Phía Bắc, phía Đông và phía Nam Ukraine, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt dọc tiền tuyến trải dài hơn 1.000 km. Tại mặt trận phía Bắc, Ukraine vừa tuyên bố đã phá hủy cây cầu thứ ba và cũng là cây cầu cố định cuối cùng bắc qua sông Sim ở khu vực Kursk của Nga. Việc phá hủy các cây cầu được cho là một phần chiến lược của Ukraine nhằm cắt đứt tuyến đường vận chuyển chính mà Nga có thể sử dụng để gửi quân tiếp viện vào Kursk cũng như gây mất ổn định cho khả năng kháng cự của Moscow. Điều này cũng cho thấy Kiev muốn thực thi chiến lược phòng thủ thay vì tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Trong bài phát biểu hàng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang cố gắng khiến Nga phải tránh xa khỏi khu vực biên giới mà họ đã sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Ông Zelensky nêu rõ, mục đích của chúng tôi khi xâm nhập vào Kursk là tạo ra một vùng đệm trên lãnh thổ Nga. Vào tháng 5 vừa qua, Nga đã cố gắng tiến vào thành phố Kharkov, nằm sâu 32 km bên trong lãnh thổ Ukraine. Kiev đã ngăn chặn được cuộc tấn công trên bộ của Nga, nhưng Moscow vẫn liên tục không kích Kharkov và các khu vực xung quanh bằng bom lượn, khiến quân đội Ukraine không thể phòng thủ. Hiện tại, miền đông Ukraine vẫn là mặt trận chính. Nga vừa tuyên bố đã kiểm soát được thị trấn Atemovo và hiện chỉ còn cách thành phố Pokrovsk, chưa đầy 10 km. Ukraine đang tìm mọi cách để giữ vững vị trí và ngăn Nga tiến vào trung tâm thành phố. Pokrovsk là trung tâm vận chuyển mà Ukraine sử dụng để gửi binh sĩ và vật tư đến các vị trí tiền tuyến ở phía đông. Nếu Nga kiểm soát được thành phố này, Ukraine sẽ gặp khó khăn hơn trong việc hỗ trợ các lực lượng vốn đã bị Nga áp đảo về số lượng và hỏa lực. Trong nhiều ngày qua, các quan chức Ukraine đã kêu gọi người dân ở Pokrovsk sơ tán đến những khu vực an toàn hơn. Trong suốt cuộc xung đột, Ukraine đã thiếu hụt nghiêm trọng binh sĩ và vũ khí ở mặt trận phía đông. Bằng cách đưa hàng nghìn binh sĩ xâm nhập lãnh thổ Nga, Ukraine có thể phải dàn mỏng lực lượng và dễ bị tấn công hơn ở những khu vực mà họ đang phải gồng mình ngăn chặn bước tiến của Nga. Mỹ và châu Âu đang nỗ lực tiếp tế vũ khí cho Kiev, nhưng tiến độ vẫn còn chậm, Tổng thống Zelensky lưu ý. Ông Zelensky cho biết, chúng tôi cần đẩy nhanh tiến độ cung cấp từ các đối tác, chúng tôi cần giải pháp, cần được sớm chuyển giao các gói viện trợ vũ khí đã được công bố. Tôi muốn kêu gọi Mỹ, Anh, Pháp hãy hành động ngay bây giờ. Còn tại mặt trận phía Nam, giới phân tích cho rằng một trong những thành quả lớn nhất của Ukraine trong năm qua là đẩy lùi hải quân Nga ở Biển Đen và thiết lập một hành lang vận chuyển mới để nước này có thể xuất khẩu ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác ra thị trường thế giới. Nga đã giành quyền kiểm soát nhiều khu vực ở Biển Đen và ngăn chặn việc xuất khẩu của Ukraine sau khi phát động kế hoạch quân sự vào năm 2022. Nhưng sau đó, thông qua một loạt công nghệ hải quân tiên tiến và các chiến thuật phi truyền thống, Ukraine có thể duy trì những cuộc tấn công không ngừng nghỉ vào tàu chiến của Nga. Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine đã buộc Nga phải di rời hầu hết các tàu chiến chủ lực từ căn cứ chính của hạm đội Biển Đen ở Sevastopol đến vùng Novorossiysk và biển Azov. Ngoài việc buộc hạm đội của Nga phải rút lui, các cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea cũng làm suy yếu đáng kể mạng lưới hậu cần, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp tế cho quân đội Nga ở miền nam Ukraine. Tuần trước, Ukraine thông báo rằng đã có 2.300 tàu chở hàng sử dụng hành lang mới, tính trung bình hơn 6 con tàu đi qua hành lang này mỗi ngày. Ukraine cũng cho biết họ đang tiến gần đến mức xuất khẩu lúa mì và các sản phẩm nông nghiệp khác như ở thời kỳ trước xung đột với mức khoảng 5 triệu tấn mỗi tháng. Theo đài RT, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại biện lâm thời Mỹ tại Nga. Stephanie Holmes liên quan cáo buộc một công ty quân sự tư nhân Mỹ, PMC, dính líu vụ Ukraine tấn công tỉnh Kurs. PMC được gọi là nhóm quan sát tiền phương. Trước đó đã đăng một bức ảnh trên nền tảng Instagram cho thấy các thành viên của PMC mặc đồ quân sự và cầm vũ khí tuyên bố rằng họ đang tham gia vào cuộc tấn công của kiev và khu vực biên giới của nga ba binh sĩ trong bức ảnh được nhìn thấy đeo băng tay màu xanh loại băng thường được binh sĩ ukraine đeo trên chiến trường theo bộ ngoại giao nga bức ảnh trên mâu thuẫn với tuyên bố của chính quyền tổng thống joe biden rằng washington không liên quan đến cuộc tấn công của ukraine vào nga bộ này nhấn mạnh rằng những hành động này thể hiện rõ mỹ đã trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột của nước này trong các kế hoạch của tổng thống ukraine volodymyr zelensky Moscow cũng phản đối sự hiện diện của các phóng viên Mỹ trên lãnh thổ Nga, những người đã đưa tin về cuộc tấn công xuyên biên giới của Kiev. Nga tuyên bố họ xâm nhập trái phép vào tỉnh Kursk để đưa tin tuyên truyền về các hành vi phạm tội do chính quyền Kiev gây ra. Bộ Ngoại giao Nga đặc biệt nhấn mạnh rằng các công dân Mỹ liên quan đến những tội ác này sẽ phải đối mặt với những hoạt động điều tra cần thiết của các cơ quan có thẩm quyền theo Bộ Luật Hình sự Nga để đảm bảo rằng họ phải chịu trách nhiệm. Bộ Cảnh báo Đại biện Homes, tất cả các chuyên gia hoặc lính tư nhân nước ngoài vượt biên trái phép vào Nga sẽ tự động bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp của lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Cơ quan tình báo nước ngoài Nga SVR cáo buộc các quốc gia NATO đã giúp Ukraine lập kế hoạch và thực hiện chiến dịch đột kích vào vùng biên giới Kursk của nước này. SVR cho biết, chiến dịch đột kích của lực lượng vũ trang Ukraine tại vùng Kursk đã được chuẩn bị với sự tham gia của các cơ quan an ninh Mỹ, Anh và Ba Lan. Theo SVR, các đơn vị Ukraine tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga đã trải qua các khóa huấn luyện tại Anh và Đức. Cơ quan này nhấn mạnh, các cố vấn quân sự từ các nước NATO đang hỗ trợ điều phối những đơn vị đột kích sử dụng vũ khí phương Tây của Ukraine. Tình báo Nga lưu ý thêm, NATO đã cung cấp cho Kiev dữ liệu vệ tinh về hoạt động di chuyển của binh sĩ Moscow. Lực lượng tại Kharkov của Ukraine cho biết Nga đã tăng cường hoạt động trinh sát trên không ở thị trấn Vopchansk của vùng này. Theo Kiev Independent, Vopchansk là một thị trấn nằm cách thành phố Kharkov, thủ phủ vùng Kharkov của Ukraine khoảng 60 km về phía đông bắc nơi đã chứng kiến những trận giao tranh ác liệt kể từ khi Nga phát động một cuộc tấn công mới vào khu vực này vào tháng 5. Theo quân đội Ukraine, các hoạt động trinh sát trên không của Nga cho thấy lực lượng nước này đang chuẩn bị cho các hoạt động tấn công mới. Trước đó, các nhà phân tích quân sự tin rằng cuộc tấn công vào Kharkov có thể là một phần trong chiến lược của Nga, không nhất thiết là mở một tuyến tấn công mới vào Kharkov. Nga dường như đang muốn biến đây thành thỏi nam châm hút lực lượng Ukraine khỏi các chiến trường khác nơi quân Ukraine vốn đã kiệt sức. Bên cạnh đó, các mặt trận gần Kharkov được dự báo sẽ còn khốc liệt hơn nữa khi Nga tấn công quyết liệt hơn để tạo sức ép buộc Ukraine phải rút quân chỗ khác về giải vây. Trong một bản tuyên bố mới đây cho hay, Nga đang tăng cường hoạt động trinh sát trên không tại Hlyboke, một ngôi làng cách Vopchansk khoảng 35 km về phía tây. Ukraine cũng nắm được rằng Nga đang tái triển khai các đơn vị của trung đoàn xe tăng số 11 thuộc Sư đoàn Súng trường Cơ giới số 18. Song song đó, các nhóm tấn công đang thành lập từ trung đoàn Súng trường Cơ giới số 7 thuộc quân đoàn số 11 gần Lipsi, một ngôi làng nằm ngay phía nam Heliboke nhằm bổ sung các tổn thất trước đó. Quân đội Ukraine cũng cho biết có 5 cuộc đụng độ đã diễn ra trong những ngày qua và Nga đã có một số tổn thất về người và phương tiện quân sự, bao gồm một xe tăng, 10 hệ thống pháo binh, 57 máy bay không người lái và các thiết bị khác. Mặc dù ban đầu giành được ưu thế vào tháng 5, cuộc tấn công của Nga ở phía bắc vùng Kharkov đã nhanh chóng xa lời, theo đánh giá từ phía Ukraine. Hiện cường độ giao tranh ở Kharkov đã giảm bớt so với các khu vực khác, mặc dù một số báo cáo về việc Nga chuẩn bị các cuộc tấn công mới đã xuất hiện kể từ đó. Một số nhà quan sát tin rằng cuộc tấn công đã giúp kéo căng lực lượng Ukraine khi Nga tăng cường tấn công vào tỉnh Donetsk, tập trung vào các thị trấn như Pokrovsk, Toresk và Chasovya. Theo hãng thông tấn TASS, vừa qua, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bác bỏ những đồn đoán về kế hoạch cắt giảm hỗ trợ cho Ukraine của Berlin. Theo ông Scholz, không có gì có thể phá vỡ lời hứa của Đức về việc hỗ trợ Kiev. Ngoài ra, ông bày tỏ ngạc nhiên về cuộc tranh luận hiện tại rằng Berlin có ý định cắt giảm hỗ trợ quân sự cho Kiev hay không. Ông Scholz nhắc lại, Đức đã lên kế hoạch phân bổ 4 tỷ euro viện trợ quân sự cho Kiev vào năm tới, nhiều hơn bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác. Ngoài ra, theo quyết định của nhóm G7, Ukraine sẽ nhận được khoản vay 50 tỷ euro, lãi suất sẽ được tài trợ bằng tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã lưu ý, điều này sẽ cho phép Ukraine mua các vũ khí cần thiết. Tuy nhiên, văn bản này vẫn chưa được các nước nhất trí. Trước đó, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Đức, được truyền thông địa phương đăng tải cho biết, yêu cầu của Ukraine về phụ tùng thay thế cho pháo tự hành Panzerhausspeich 2000 do Đức cung cấp đã không được đáp ứng. Lực lượng Kiev đã không thể sử dụng các hệ thống pháo binh này trong cuộc tấn công vào Kursk. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Đức cho biết, đồng thời cảnh báo rằng viện trợ cho Ukraine đang gặp rủi ro. Nguồn cung từ kho dự trữ của quân đội Đức không thể được đảm bảo như kế hoạch đã cam kết với Ukraine. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức Christian Leiner được cho là đã gửi một lá thư tới Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng nước này nhằm yêu cầu cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine khi cả chính phủ đang phải thắt lưng buộc bụng, đồng thời cam kết sẽ gửi những gì đã cam kết đến sau. Cuộc khủng hoảng ngân sách của Đức, phần lớn là cuộc khủng hoảng do chính Berlin gây ra khi cường quốc kinh tế châu Âu này đang phải đối mặt với suy thoái trong suốt 2 năm rưỡi do mất đi nguồn cung năng lượng giá rẻ từ Nga. Chi phí và thuế tăng cao khiến nhiều nhà sản xuất đã quyết định đầu tư ra bên ngoài. Sự hỗ trợ của Đức trong cuộc xung đột Ukraine có thể nói là đạt tới đỉnh điểm. Xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Marder cho đến hệ thống tên lửa tầm xa Iris T và Patriot, súng phòng không Gepard, MLRS Mars, tên lửa Stinger, máy bay không người lái đều từng bị quân đội Nga đánh bại. Đức là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai của Ukraine sau Mỹ. Cho đến nay, Berlin đã phân bổ kinh phí hỗ trợ quân sự cho Kiev và cam kết sẽ tiếp tục viện trợ trong thời gian tới với số tiền khoảng 28 tỷ euro. Tờ Politico của Mỹ dẫn lời hai quan chức Ukraine cấp cao cho biết, Kiev đang hướng đến kế hoạch về đàm phán tương tự thể thức của thỏa thuận ngũ cốc biển đen. Thỏa thuận đạt được tháng 7 năm 2022 tạo điều kiện để Ukraine nối lại xuất khẩu ngũ cốc qua biển đen. Khi đó, Nga và Ukraine đã đồng ý các điều khoản qua Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ là bên trung gian, thay vì thỏa thuận trực tiếp giữa hai quốc gia. Tờ Politico của Mỹ đưa tin, cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào Kursk, Nga đã tác động đáng kể đến đề nghị của Kiev về đàm phán hòa bình. Kiev tin rằng cuộc xâm nhập bất ngờ của quân đội Ukraine vào Kursk đã giúp nâng cao vị thế đàm phán của nước này. Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mikhailo Podolyak trong tháng 8 đánh giá, tại Kursk, chúng ta có thể thấy rõ các công cụ quân sự đang được sử dụng để thuyết phục Nga tham gia đàm phán công bằng. Nền tảng cơ bản mà Ukraine muốn trong đàm phán là kế hoạch 10 điểm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky năm 2022 liên quan đến nhiều chủ đề như thực phẩm, an ninh năng lượng, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak chia sẻ với truyền thông rằng nước này đã thành lập 10 nhóm công tác, bao gồm các nhà ngoại giao và chuyên gia, để lập kế hoạch hành động và khung thời gian. Ông Yermak cũng đề cập đến thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Chúng tôi chưa đàm phán với Nga, mới chỉ thương lượng với Thổ Nhĩ Kỳ cùng Liên Hợp Quốc. Họ đã đàm phán với Nga, hành lang vận chuyển ngũ cốc vận hành được trong một năm. Tuy có nhiều vấn đề, nhưng nó vẫn hiệu quả. Chúng tôi phải thừa nhận điều này. Thể thức tương tự có thể được sử dụng một lần nữa. Vào tháng 6... Ukraine đã tổ chức hội nghị hòa bình cho nước này tại Thụy Sĩ với sự tham gia của đại diện 92 quốc gia, nhưng không có Nga. Kiev muốn tổ chức thêm hội nghị hòa bình thứ hai vào cuối năm nay. Tuy nhiên, Nga khẳng định sẽ không tham dự hội nghị này và gọi công thức hòa bình của Ukraine là không chấp nhận được. Do đó, Ukraine quyết định cần tác động đến Moscow và tuyên bố chỉ dừng chiến dịch xuyên biên giới khi đã đảm bảo được một thỏa thuận hòa bình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, Georgi Tikhi, trong cuộc họp báo vào tuần trước nói rằng Nga càng sớm khôi phục hòa bình thích đáng thì chiến dịch của quân đội Ukraine trên lãnh thổ Nga sẽ dừng lại. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ từng bắn tín hiệu muốn đóng vai trò trung gian một lần nữa để đảm bảo một thỏa thuận hòa bình. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan trong tháng 6 nói, Thổ Nhĩ Kỳ luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình. Trong cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào vùng Kursk, điểm đáng chú ý là các video về máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất bắn hạ trực thăng quân sự của Nga giữa không trung. Không có gì ngạc nhiên khi máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, FPV, có mặt trong cuộc tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk của Ukraine, FPV là loại UAV được điều khiển bằng tay cầm với bộ thiết bị thu phát hình ảnh gắn trên đầu người điều khiển giúp họ có góc nhìn chân thực giống như đang ngồi trong buồng lái máy bay. Chúng được chế tạo từ các linh kiện giá rẻ và có thể lắp ráp ngay trên chiến trường. kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, lực lượng Nga và Ukraine thường xuyên sử dụng UAV FPV để trinh sát và tấn công mục tiêu đối phương. Những chiếc UAV FPV thường được treo lựu đạn hoặc đầu nổ lõng xuyên giáp. HEAT hoán cải của súng chống tăng RPG-7 với sức công phá vừa phải. Nhưng theo tờ Kiev Post, điểm khác biệt lần này khi Ukraine sử dụng là mục tiêu của máy bay không người lái FPV hướng đến. Vào ngày thứ hai của chiến dịch, một đoạn video cho thấy một máy bay không người lái FPV của Ukraine mang theo chất nổ đuổi theo rồi la vào một chiếc trực thăng tấn công Mi-28 của Nga giữa không trung ở đâu đó trên bầu trời Kursk. Hai ngày sau, một máy bay không người lái FPV thứ hai của Ukraine cũng tấn công tương tự với một trực thăng vận tải Mi-8 của Nga khi bay qua khu vực này. Vài tuần trước chiến dịch tại vùng Kursk, một máy bay không người là FPV đã tấn công và phá hủy trực thăng cứu thương Mi-8 của Moscow khi đang cất cánh ở miền đông Ukraine. Cho đến nay, FPV đã đạt được thành công to lớn trên chiến trường, không chỉ rẻ hơn mà còn chính xác hơn hầu hết các vũ khí pháo binh vì FPV có thể được dẫn đường trực tiếp đến mục tiêu. Một quan chức NATO đã nói với tạp chí Foreign Policy vào tháng 4 rằng hơn 2,3 số xe tăng của Nga bị Ukraine phá hủy trong những tháng trước đó là do SPV. Ukraine cũng đã tấn công các nhà máy lọc dầu và căn cứ không quân của Nga bằng UAV như một phần của chiến dịch rộng rãi nhằm phá vỡ nguồn cung cấp quân sự của Nga và cản trở lực lượng không quân Nga. Sản xuất máy bay không người lái tiếp tục tăng mạnh ở Ukraine, mặc dù số lượng hệ thống phòng thủ được sử dụng để chống lại công nghệ này ngày càng tăng. Forbes đưa tin hiện có hơn 200 công ty UAV tại Ukraine sản xuất khoảng 50.000 chiếc FPV mỗi tháng, tính đến tháng 12 năm 2023. Hãng tin TASS dẫn lời một quan chức Nga cho biết, đối phương đã điều các đơn vị tinh nhuệ nhất từ Donetsk đến vùng Kursk và Sumy. Cụ thể, theo quan chức này, Ukraine đã rút lực lượng ở các khu vực gần Pokrovsk, Rodinskoye và Kostiantynoka để tiếp viện cho chiến dịch đột kích vùng biên giới Kursk. Một phần lực lượng đó được triển khai ở tỉnh biên giới Sumy, gần biên giới Nga để hỗ trợ. Ukraine mở chiến dịch đột kích vào Kursk trước sự bất ngờ của cả Nga và các đồng minh phương Tây. Sau 2 tuần, quân đội Ukraine tuyên bố đã kiểm soát hơn 1.250 km vuông lãnh thổ Kursk. Đây là cuộc đột kích lớn nhất kể từ khi xung đột giữa hai nước nổ ra và cũng là lần đầu tiên lãnh thổ Nga bị quân đội nước ngoài chiếm giữ kể từ Thế chiến 2. Chiến dịch đột kích được Kiev giữ bí mật đến phút chót, ngay cả với các đồng minh phương Tây. Cho tới nay, Kiev cũng không tiết lộ những đơn vị nào tham gia chiến dịch. Các nguồn tin ước tính khoảng 10.000 binh sĩ Ukraine đã tham gia vào cuộc đột kích Kursk. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng chiến dịch này khá rủi ro vì Ukraine có thể không đủ lực lượng để vừa duy trì quyền kiểm soát ở Kursk, vừa đảm bảo các hoạt động ở miền đông Ukraine. Trong diễn biến có liên quan, theo tạp chí Financial Times của Anh, một chỉ huy lữ đoàn pháo binh Ukraine ở miền đông đất nước tiết lộ một phần lý do khiến quân đội Nga đang đạt được các bước tiến đáng kể tiến gần hơn tới mục tiêu thâu tóm kiểm soát hoàn toàn vùng Donetsk là Kiev đã chuyển các nguồn cung khí tài, đạn dược khan hiếm về phía Bắc. Vị chỉ huy giấu tên cho hay, các đơn vị của ông đã phải quay lại chế độ phân phối đạn pháo lần đầu tiên kể từ khi Quốc hội Mỹ chỉ hoãn việc chuyển viện trợ quân sự cho Ukraine vì các nguồn lực đã được phân bổ lại cho chiến dịch đột kích vùng Kursk. Financial Times cũng dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên cho biết, thậm chí chỉ vài ngày trước khi chiến dịch Kursk bắt đầu, hệ thống phòng thủ ở Donetsk đã xuất hiện vết nứt. Điều này là do Ukraine đã bắt đầu hạn chế đạn pháo và triển khai lực lượng từ trước đó ở mặt trận miền Đông để chuẩn bị đột kích Kursk. Quan chức trên cho hay, quân đội Nga vẫn đang tiến sâu qua hệ thống phòng thủ của Ukraine, giành các làng mạc và thị trấn và đưa Moscow tiến gần hơn đến mục tiêu đã nêu là kiểm soát hoàn toàn khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine. Theo trang tình báo nguồn mở Nacio, Ukraine có thể đã mất 51 thiết bị quân sự trong chiến dịch Kursk, bao gồm xe bọc thép chở quân Marder do Đức cung cấp, xe Striker do Mỹ sản xuất và bệ phóng tên lửa HIMARS. Để so sánh, Nga được cho là đã mất 27 thiết bị quân sự. Theo hãng tin TASS, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định không thể có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Ukraine sau cuộc tấn công của Kiev vào vùng Kursk. Theo đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong cuộc phỏng vấn với chương trình Moscow Kremlin Putin trên kênh truyền hình Russia One, Tổng thống Putin đã nói rất rõ ràng rằng sau các cuộc tấn công hoặc thậm chí là xâm nhập vào khu vực Kursk, bất kỳ cuộc đàm phán nào đều không thể diễn ra. Ông Lavrov cũng bác bỏ thông tin về các cuộc tiếp xúc trước khi diễn ra các cuộc đàm phán tiềm năng giữa Nga và Ukraine do Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, ông khẳng định đây chỉ là tin đồn. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, thời gian gần đây có những tin đồn lan truyền rằng đã có một số cuộc tiếp xúc bí mật để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hòa bình do Qatar làm trung gian, hoặc nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ của chúng ta đang có kế hoạch trở thành trung gian trong lĩnh vực an ninh lương thực, nhưng đặt trong bối cảnh đảm bảo tự do hàng hải ở biển Đen, cần hiểu mục tiêu thực sự của những kế hoạch như vậy. Theo ngoại trưởng Lavrov, toàn bộ quá trình trong khuôn khổ hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ là không thể chấp nhận được đối với Nga vì sự kiện này nhằm thúc đẩy công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky như một tối hậu thư. Ông Lavrov nhấn mạnh, tiến trình stock không thể chấp nhận được đối với chúng tôi vì mục tiêu duy nhất là thúc đẩy tối hậu thư dưới danh nghĩa công thức Zelensky. Hội nghị đầu tiên về Ukraine được tổ chức vào giữa tháng 6 tại stock Thụy Sĩ, theo yêu cầu của Kiev. Nga không được mời tham dự hội nghị, phái đoàn của hầu hết các nước thành viên Liên Hợp Quốc cũng vắng mặt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng hội nghị hoàn toàn thất bại và những sự kiện như vậy không thể là cơ sở cho hòa bình lâu dài. Cuối năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra công thức hòa bình gồm 10 điểm để đi đến chấm dứt xung đột với Nga. Trong số các điểm của công thức hòa bình này, có yêu cầu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và bồi thường xung đột cho Kiev. Đến tháng 6 năm nay, Moscow tiếp tục đưa ra ý tưởng hòa đàm. Thời điểm đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng hòa đàm ngay lập tức nếu Ukraine rút quân khỏi bốn khu vực và cam kết trung lập. Tuy nhiên, phía Kiev đáp lại đề nghị này của Moscow bằng cách mở một cuộc đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga. Theo đài phát thanh quốc tế DVK của Đức, cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga đang tạo ra những tác động phức tạp lên các hệ thống năng lượng quan trọng của cả hai quốc gia, với trạm trung chuyển khí đốt Suzha trở thành một điểm nóng mới. Suzha nằm ngay sát bên giữa Ukraine trong lãnh thổ Nga đóng vai trò thiết yếu trong việc vận chuyển khí đốt từ Siberia qua Ukraine đến các nước EU như Hungary Áo và Slovakia Gần đây một đoạn video từ quân đội Ukraine cho thấy binh sĩ tại văn phòng của Gazprom ở trạm ra tuyên bố họ đã kiểm soát hoàn toàn cơ sở này Phía Nga tuy nhiên phủ nhận và khẳng định Ukraine không nắm quyền kiểm soát hoàn toàn Dù vậy cả hai bên dường như đều không muốn làm gián đoạn việc vận chuyển khí đốt qua Shuzha với điều kiện cơ sở hạ tầng không bị hư hại Điều này phản ánh sự phụ thuộc và tầm quan trọng của nguồn cung năng lượng đối với cả Ukraine và Nga, cũng như các nước châu Âu vẫn đang nhận khí đốt từ Nga thông qua hệ thống này. Rút ra là trạm trung chuyển cuối cùng của Nga vẫn hoạt động trên tuyến đường vận chuyển khí đốt qua Ukraine. Sau khi Kiev ngừng nhận khí từ trạm Sokhranova vào tháng 5 năm 2022, việc Ukraine không đóng cửa tuyến đường khí đốt này ngay lập tức là minh chứng cho thấy Kiev không muốn cắt đứt dòng chảy khí đốt từ Nga qua lãnh thổ của mình ít nhất là cho đến khi thỏa thuận hiện tại hết hạn vào cuối năm 2024. Thỏa thuận 5 năm về việc vận chuyển khí đốt được ký kết vào năm 2019 giữa tập đoàn Gazprom của Nga và Nastoga của Ukraine dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 12 năm 2024. Dù Kiev đã tuyên bố không muốn gia hạn, cả Nga và Ukraine đều có lợi ích trong việc duy trì dòng chảy khí đốt cho đến khi thỏa thuận kết thúc. Đối với Ukraine, việc duy trì này không chỉ là một nguồn thu từ phí vận chuyển, mà còn là cách để thể hiện trách nhiệm và độ tin cậy với các nước EU, trong khi Nga muốn duy trì nguồn thu từ xuất khẩu khí đốt. Dù xung đột với Ukraine gia tăng và sự giảm mạnh của lượng khí đốt Nga nhập khẩu vào châu Âu, EU vẫn tiếp tục nhận khí đốt từ Nga qua Ukraine, cũng như thông qua các nguồn khí tự nhiên hóa lỏng LNG khác. Sự phụ thuộc này là di sản của việc châu Âu đã dựa vào nguồn cung năng lượng từ Nga trong nhiều năm, trước khi nỗ lực giảm sự phụ thuộc này được thúc đẩy mạnh mẽ sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Trước cuộc xung đột, hơn 1 phần 3 lượng khí đốt của EU đến từ Nga. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng 8% vào năm 2023. Dù vậy, khí đốt từ Nga vẫn chiếm một phần không nhỏ, khi tổng thị phần của khí đốt Nga tại EU, bao gồm cả LNG, vẫn đạt 15% trong năm 2023. Phần lớn lượng khí đốt này được cung cấp qua đường ống và LNG, đặc biệt là đến các nước như Áo, Hungary và Slovakia. Đáng chú ý, những quốc gia này, dù có mối quan hệ chặt chẽ với Moscow, cũng đang chuẩn bị cho khả năng nguồn cung bị gián đoạn khi thỏa thuận hiện tại hết hạn vào cuối năm 2024. Cho đến nay, sự phụ thuộc vào khí đốt Nga của châu Âu đã giảm mạnh nhưng vẫn còn tồn tại, đặc biệt là thông qua các tuyến đường như Tuxrim và LNG. Với tuyến đường của Ukraine có khả năng đóng cửa vào cuối năm 2024, Tuxrim có thể trở thành tuyến đường quan trọng duy nhất để vận chuyển khí đốt từ Nga đến châu Âu. Đồng thời, sự gia tăng nhập khẩu LNG từ Nga, đặc biệt là từ các nước như Pháp, Hà Lan và Tây Ban Nha, cho thấy Nga vẫn có một vị trí nhất định trong thị trường năng lượng châu Âu. Tuy nhiên, châu Âu đang ngày càng cứng rắn hơn với các biện pháp hạn chế nhập khẩu khí đốt từ Nga. EU đã quyết định cấm vận chuyển LNG của Nga tại các cảng của mình từ tháng 3 năm 2025. Theo đánh giá của chuyên gia quân sự Mikhail Khodarenko với tờ Gazeta, rất khó có thể dự đoán về thời điểm lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) tung F16 ra chiến trường. Vì nhiều lý do cả về mặt chiến thuật và nhiệm vụ chiến đấu, chuyên gia quân sự Mikhail Kodarenok nhận định, thành công quyết định trong trường hợp xuất hiện các loại vũ khí mới trong các chiến dịch quân sự cần đáp ứng hai yếu tố quan trọng là sự bất ngờ và số lượng tham gia đủ lớn. Ở cả hai yếu tố này, máy bay F16 của không quân Ukraina chưa hội tụ đủ. Việc cung cấp máy bay F16 cho Ukraina đã được Mỹ và phương Tây thảo luận cả năm qua, khiến cho việc tạo ra bất ngờ của loại vũ khí này trước quân đội Nga không còn. Thậm chí những thông tin về phiên bản F-16 chuyển giao, các loại vũ khí sử dụng hay thậm chí là nhiệm vụ chiến đấu của dòng máy bay này trong biên chế lực lượng vũ trang Ukraine cũng không còn là điều bí mật. Cùng với đó, theo thông tin từ những sĩ quan quân đội Nga, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã nghiên cứu và phát triển những cuốn sổ tay hướng dẫn cách phát hiện và đánh chặn F-16 tới tất cả các đơn vị chiến đấu tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Ngoài ra, những khoản thưởng hàng chục triệu rúp cho bất kỳ quân nhân Nga nào bắn hạ chiếc F-16 đầu tiên đã khiến máy bay này trở thành con mồi hấp dẫn trên chiến trường. Theo chuyên gia quân sự Mikhail Kodarenok, để đạt được hiệu quả chiến đấu tối ưu, lực lượng vũ trang Ukraine cần có số lượng máy bay F-16 đủ lớn để bao quát chiến trường. Điều này khó có thể đạt được trong ngắn hạn. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, do Nga đã và đang vận hành quá nhiều máy bay chiến đấu trên lãnh thổ Ukraine, nên số lượng nhỏ F-16 sẽ không tạo ra sự khác biệt. Ông Zelensky nói, ngay cả khi chúng tôi có 50 chiếc thì cũng chưa thấm vào đâu, họ có tới 300 máy bay. Ukraine hiện đang ở thế phòng thủ nên chúng tôi cần 128 chiếc F-16. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho rằng nếu không có đủ số lượng F-16 như vậy, Kiev sẽ không thể bì được với Nga trên bầu trời. Một điều quan trọng khác chính là F-16 được thiết kế theo học thuyết tác chiến của NATO. Các máy bay không hoạt động đơn lẻ mà có sự hỗ trợ của vệ tinh, máy bay trinh sát và cảnh báo sớm trên không. Lực lượng vũ trang Ukraine hiện không có những yếu tố này. Chuyên gia quân sự Mikhail Khodarenok đánh giá một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất sẽ được giao cho máy bay chiến đấu F-16 của không quân Ukraine là ngăn chặn các máy bay tiêm kích bom, mang bom lượng FAB tấn công các vị trí trên tiền tuyến. Để hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ này, lực lượng vũ trang Ukraine cần hệ thống trinh sát vô tuyến phát hiện thời điểm các máy bay của Nga cất cánh và theo dõi nó trên hành trình bay. Sau khi dự đoán được khu vực oanh tạc của máy bay Nga, F-16 sẽ được lệnh cất cánh, bí mật tiếp cận mục tiêu và đánh chặn bằng các loại vũ khí không đối không mang theo thường là tên lửa đối không ngoài tầm nhìn AIM-120 Amraam. Kịch bản trên chỉ có thể diễn ra nếu lực lượng vũ trang Ukraine có hệ thống radar trinh sát, điều khiển hàng không, dẫn đường mặt đất rộng khắp và tự động hóa. Và đã có thông tin về việc Ukraine đang muốn thiết lập hệ thống tương tự khi có đề xuất từ các quốc gia phương Tây cung cấp máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không Saab 340, AEVK và C của Thụy Điển cho Ukraine để bù đắp cho những thiếu hụt của hệ thống radar và trinh sát mặt đất. Vốn đã bị tổn thất đáng kể từ đầu cuộc xung đột. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có chuyến thăm Ba Lan ngày 21 tháng 8 và Ukraine vào ngày 23 tháng 8. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Ấn Độ tới Ba Lan trong 45 năm qua và là lần đầu tiên người đứng đầu chính phủ Ấn Độ tới Ukraine trong hơn 30 năm qua. Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Đông Âu, đặc biệt do cuộc xung đột ở Ukraine gây ra bên cạnh quan hệ song phương, chuyến đi này không ngoài mục đích thúc đẩy đối thoại và ngoại giao giữa các nước. Ba Lan, một thành viên quan trọng của NATO ở phía đông và là đối tác chiến lược của Ấn Độ tại châu Âu. Vai trò này càng được thể hiện trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Chuyến thăm của Thủ tướng Modi nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của mối quan hệ này khi Ấn Độ tìm cách mở rộng ảnh hưởng và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược tại châu Âu. Chuyến thăm này mang nhiều hàm ý vì một số lý do. Thứ nhất, nó thể hiện sự gắn kết ngày càng sâu sắc của Ấn Độ với các quốc gia Đông Âu, một khu vực ngày càng quan trọng trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine. Vị trí địa lý của Ba Lan gần Ukraine và vai trò của nước này trong việc hỗ trợ người tị nạn Ukraine và các nỗ lực quân sự đã khiến Ba Lan trở thành đồng minh quan trọng của nhiều quốc gia phương Tây. Thông qua chuyến thăm, chính quyền Thủ tướng Modi dường như thừa nhận tầm quan trọng chiến lược của Ba Lan và tìm cách củng cố quan hệ song phương. Thứ hai, chuyến thăm là dấu hiệu rõ ràng cho thấy ý định đa dạng hóa các mối quan hệ của Ấn Độ tại châu Âu. Trước đây, Ấn Độ thường tập trung vào các quốc gia Tây Âu như Pháp và Đức. Hiện nay, New Delhi đang hướng về phía đông, nhận ra ảnh hưởng ngày càng tăng của các quốc gia như Ba Lan trong chính trị châu Âu. Sự thay đổi này là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm tăng cường sự hiện diện của Ấn Độ tại khu vực này, đặc biệt là trong các lĩnh vực hợp tác quốc phòng, thương mại và an ninh năng lượng. Có thể thấy, chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ tới Ba Lan và Ukraine có ý nghĩa vô cùng đặc biệt bởi đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử đối với hai quốc gia Đông Âu vào một thời điểm quan trọng khi gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới cộng đồng thế giới rằng Ấn Độ ủng hộ hòa bình, đối thoại, đàm phán theo hiến trương Liên Hợp Quốc về vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy một giải pháp công bằng và hòa bình cho cuộc xung đột hiện tại. Chuyến thăm Ba Lan và Ukraine của Thủ tướng Modi đánh dấu sự tiếp nối nỗ lực nhằm nâng cao vị thế của châu Âu trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ trong thập kỷ qua chuyến thăm của ông sẽ lấp đầy một mắt xích còn thiếu là khu vực Trung Âu trong chính sách châu Âu của Ấn Độ vào thời điểm này. Chuyến thăm mang tính bước ngoặt của Thủ tướng Ấn Độ tới Ukraine sẽ giúp củng cố và mở rộng hơn nữa quan hệ song phương, đặc biệt trong các quan hệ thương mại, kinh tế. Ngoài ra, Ấn Độ đã từ chối vai trò trung gian trực tiếp giữa Nga và Ukraine, nhưng sẵn sàng truyền tải thông điệp giữa hai bên. Trong bối cảnh xung đột hiện tại, Ấn Độ không muốn đứng về phía nào mà luôn tìm kiếm các giải pháp hòa bình thông qua đối thoại và đàm phán đồng thời duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả Nga và phương Tây. Ấn Độ đã sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ để có thể giúp Nga và Ukraine tìm ra một giải pháp hòa bình đối với cuộc xung đột tại Ukraine. Viễn cảnh Ấn Độ làm trung gian giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine đã được giới chính trị gia các nước nêu ra, nhưng theo thời gian, Ấn Độ dường như ngày càng tỏ ra thận trọng hơn khi chỉ khẳng định sẵn sàng cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào để giải quyết xung đột một cách hòa bình. Ngay trước chuyến thăm, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã ra tuyên bố khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi tới Ba Lan và Ukraine lần này mang tính bước ngoặt và lịch sử. Hai chuyến thăm này diễn ra khoảng một tháng sau chuyến thăm Nga. Phía Ấn Độ cho đến nay vẫn nhấn mạnh cần có ngoại giao và đối thoại để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine và nước này cũng bày tỏ sẵn sàng đóng góp cho các nỗ lực hòa bình. Vừa qua, Azerbaijan đã chính thức nộp đơn xin gia nhập khối BRICS nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới, một ngày sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thông báo trên được Bộ Ngoại giao Azerbaijan phát đi trong bối cảnh Liên minh BRICS đã chứng kiến sự mở rộng đáng kể sau hơn một thập kỷ. Tháng trước, phát biểu tại cuộc họp toàn thể của Diễn đàn Nghị viện BRICS ở Saint Petersburg, Nga, Chủ tịch Quốc hội Azerbaijan Sahiba Gafarova đã bày tỏ mong muốn trở thành thành viên của BRICS. Thời điểm đó, bà Gafarova tuyên bố, trong chính sách đối ngoại của mình, Azerbaijan ủng hộ đối thoại hợp tác và đoàn kết trong cả quan hệ song phương và các hình thức đa phương trong hợp tác với nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS cũng vậy. Azerbaijan đã thể hiện mong muốn gia nhập khối. Theo bà, việc tăng cường hợp tác trong bối cảnh này sẽ phục vụ mục tiêu chung. Bà Gafarova nói thêm rằng đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống quốc tế đòi hỏi phải xây dựng mối quan hệ công bằng dựa trên lợi ích chung, tôn trọng lẫn nhau và củng cố chủ nghĩa đa phương thực sự. BRICS được thành lập năm 2009 để thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa nga trung quốc ấn độ brazil sau đó nam phi gia nhập rồi đến các nước ai cập ethiopia iran ả rập xê út và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất tổng thống nga vladimir putin trước đây đã tìm cách xây dựng thương hiệu brics là liên minh của đa số toàn cầu như một phần trong nỗ lực của moscow nhằm đa cực hóa quan hệ quốc tế và giảm tác động các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột của nga với ukraine nhóm này cũng đi đầu trong nỗ lực thay thế đô la mỹ làm đồng tiền chính của thương mại quốc tế Azerbaijan cũng đã trở thành đối tác năng lượng ngày càng quan trọng đối với châu Âu. Sau khi ký một thỏa thuận hồi giữa năm 2022 với chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen để giúp châu lục này giảm phụ thuộc vào dầu khí của Nga. Nga hiện đang đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên của nhóm BRICS. Dưới sự giám sát của Nga, BRICS sẽ tổ chức hơn 200 sự kiện bao trùm nhiều vấn đề. Trong đó, sự kiện quan trọng nhất sẽ là hội nghị thượng đỉnh BRICS được tổ chức vào tháng 10 tới ở Kazan, Tatarstan, thuộc vùng Volga của Nga. Hãng Yonhap đưa tin quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên lá chắn tự do Unchi UFS nhằm tăng cường năng lực sẵn sàng phòng thủ chung. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS, cuộc tập trận UFS 2024 dựa trên kịch bản giao tranh tổng lực có quy mô tương tự năm ngoái với sự tham gia của khoảng 19.000 binh sĩ Hàn Quốc. Trong bối cảnh đó, phía Bình Nhưỡng mới đây đã phát đi cảnh báo hạt nhân với Mỹ về những động thái của Washington trên bán đảo Triều Tiên. Triều tiên cáo buộc đây là cuộc diễn tập quân sự chung gây căng thẳng quy mô lớn. Hãng thông tấn nhà nước KCNA đã phát đi tuyên bố từ bộ ngoại giao Triều tiên rằng các cuộc tập trận hiện tại, bao gồm cuộc tập trận mô phỏng một cuộc đối đầu hạt nhân chiến thuật với Triều tiên, đã làm sáng tỏ bản chất gây căng thẳng của lá chắn tự do Unchi như một màn dạo đầu cho một cuộc chiến hạt nhân. Cuộc tập trận quân sự chung thường niên giữa Mỹ với Hàn Quốc năm nay tập trung vào việc cải thiện năng lực đối phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Triều tiên. Cuộc tập trận sẽ kéo dài tới ngày 29 tháng 8, bao gồm hơn 40 loại bài tập thực địa, gồm thực hành đổ bộ và bắn đạn thật, cũng như các cuộc diễn tập nhằm mô phỏng các cuộc tấn công bằng tên lửa, gây nhiễu GPS và tấn công mạng, tăng so với 38 sự kiện thực địa được tiến hành trong cuộc tập trận năm 2023. Số lượt tập trận cấp lữ đoàn cũng tăng lên 17 sự kiện so với 4 lượt diễn tập năm ngoái. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS, UFS 2024 sẽ tiếp tục củng cố năng lực và trạng thái sẵn sàng chiến đấu của Liên quân Hàn Mỹ thông qua tiến hành các hoạt động huấn luyện trên nhiều mặt trận, bao gồm trên bộ, trên biển, trên không, mạng máy tính và không gian. Mục tiêu tập trận năm nay nhằm tăng cường năng lực và mức độ sẵn sàng của Liên minh Hàn Mỹ trước những nguy cơ trên bán đảo Triều Tiên, bao gồm ứng phó nguy cơ về vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng cáo buộc hai nước này đang diễn tập nhằm đe dọa tới Triều Tiên. Bình Nhưỡng luôn phản đối việc Hàn, Mỹ tập trận chung, gọi đó là những hoạt động mô phỏng cuộc tấn công Triều Tiên và diễn tập cho chiến tranh hạt nhân. Theo Yonhap, không quân Hàn Quốc vừa thông báo nước này và Mỹ đã khởi động cuộc tập trận chung quy mô lớn với sự tham gia của 5 phi đội tiêm kích nhằm tăng cường năng lực hoạt động và phản ứng trên nhiều mặt trận. Không quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận kéo dài đến ngày 23 tháng 8 có sự tham gia của khoảng 200 máy bay, bao gồm những chiếc tiêm kích F-15K, F-A-50 và KF-16 của Hàn Quốc, cũng như các chiến đấu cơ F-16 và A-10 của Mỹ. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên nhiều phi đội máy bay chiến đấu của hai nước đồng minh tham gia các hoạt động tập trận trên không suốt ngày đêm trong các khoa mục trên không, trên bộ và trên biển. Cuộc tập trận kéo dài 120 giờ liên tục, bao gồm các bài tập mô phỏng tình huống xâm nhập của máy bay địch và các bài tập nhằm nâng cao năng lực phòng thủ phản công trên không, ngăn chặn trên không và cảnh báo trên không. Không quân Hàn Quốc cho biết sự kiện nêu trên được tổ chức cùng lúc với lá chắn tự do Unchi, cuộc tập trận thường niên vào mùa hè giữa Hàn Quốc và Mỹ kéo dài đến ngày 29 tháng 8. Trước đó vào hồi tháng 7, Hàn Quốc và Mỹ cũng đã tiến hành tập trận chung trên không nhằm tăng cường năng lực tác chiến chung tại căn cứ không quân Suwon, phía nam thủ đô Seoul. Khi ấy, Mỹ triển khai các máy bay chiến đấu F-A-18CD và F-35B của Thủy quân lục chiến tham gia tập trận cùng các máy bay F-16, F-A-50, KA-1 và F-15K của Hàn Quốc. Các nội dung diễn tập bao gồm huấn luyện các hoạt động cơ động của máy bay chiến đấu, hỗ trợ trên không tầm gần, ngăn chặn trên không và phòng thủ phản công trên không. Qua đó, tăng cường khả năng tương tác giữa các loại máy bay khác nhau của hai đồng minh. Ngay sau đó, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, máy bay FA-18 Hornet và phi đội tấn công máy bay chiến đấu mọi thời tiết của Thủy quân lục chiến Mỹ được gọi là Fighting Bengals đến căn cứ không quân Suwon nhằm nâng cao tiêu chuẩn sẵn sàng tác chiến với các đồng minh Hàn Quốc. Tiếp tục trong những tuần đầu tháng 8, quân đội Hàn Quốc cho biết, nước này và Mỹ tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật và thao diễn chung. Cuộc tập trận kéo dài 6 ngày với sự tham gia của các tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn Thiết giáp số 1 của Hàn Quốc và Sư đoàn Thiết giáp số 1 của Mỹ. Cuộc tập trận được tiến hành tại trường huấn luyện hỏa lực Sưng Jin, ở Pochon, cách biên giới liên triều khoảng 30 km về phía nam. Khoảng 320 binh sĩ được huy động tham gia một đội tác chiến chung trong cuộc tập trận nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng triển khai nhanh lực lượng từ Mỹ, cũng như tăng cường năng lực phối hợp giữa các đơn vị nhỏ. Cũng theo quân đội Hàn Quốc, trực thăng Apache từ Sư đoàn Bộ binh số 2 của Mỹ sư đoàn hỗn hợp hàn mỹ cũng được triển khai tham gia cuộc tập trận